Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, như mấy video trước là em đã có lên sóng với lại quý vị và các bác một trong những đôi loa cực kỳ là hay của JBL, đó là JBL G2000 Limited các bác nhé. Đôi này thì nó có cả CD ở pin hông này các bác nhé. Vâng, em tháo ích căng ra quý vị và các bác cùng xem, cùng chiêm ngưỡng. Hôm nay thì em sẽ ghép đôi loa này cộng với lại một X7 DAC Acoustic, một dòng vang liền công suất mà tích hợp giải mã các bác nhé. Có 4 cửa ra, mỗi một cửa ra là 1000W. Đấy, nếu mà chúng ta đánh maximum. Vâng, đây là dòng loa JBL G2000 hàng bãi, và như quý vị đã biết là loa này thì bát của nó là bát 28 các bác nhé, không phải bát 30 mà là bát 28. Đấy, chung 16, 2 chắp giấy và 1 chắp còi. Bác nào chưa xem cái video mà em giới thiệu cụ thể thì các bác có thể xem lại cái video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Đấy, đây là chiếc mà em chưa tháo cái căng này. Đấy, bây giờ em sẽ tháo nốt ra quý vị và các bác có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và sang trọng quý phái của cái đôi loa này. Đôi loa mà đã được trao một cái danh hiệu gọi là loa quý tộc. Ngày xưa thì những đôi loa này nó chính là những đôi loa quý tộc, và nó cực kỳ là sang chảnh khi chúng ta đặt ở phòng khách của chúng ta, hoặc là chúng ta trưng bày, chúng ta hát karaoke, chúng ta nghe nhạc. Đặc biệt đây là dòng loa bãi xịn của JBL. Đấy, đây là những cái hình thức bên ngoài các bác nhá, những cái hình thức bên ngoài. Còn video test chất âm thì em cũng đã có ở trên YouTube Cốc Cốc Audio rồi. Các bác có thể nghe lại cái chất âm của cái đôi loa này. Đấy, sản phẩm thứ hai. Đây, sản phẩm thứ hai đây ạ. Em sẽ quay rõ hơn. Đây là chiếc X7 DAC Acoustic bản 2021. Nó được chuyển nút echo từ ở phía này lên trên này các bác nhé. Được chuyển phím echo lên trên này. Và X7 DAC Acoustic này nó có giá là 7 triệu các bác nhé. Nó có giá là 7 triệu. Em cũng đã có video giới thiệu và hướng dẫn các bác rất là kỹ càng về chiếc X7 DAC Acoustic này rồi. Các bác có thể đánh được 2 cặp 30 hoặc là 2 cặp 40 đều ok, tùy thuộc vào không gian nhà các bác nhé. Và trong bộ combo này thì 6 triệu rưỡi cộng với 7 triệu nó là 13 triệu 500 nghìn. 13 triệu 500 nghìn thì bên em tặng kèm bộ mic không dây các bác nhé. Bên em sẽ tặng kèm bộ mic không dây như ở phía trên màn hình đây ạ. Bên em sẽ tặng kèm bộ mic không dây này. Bộ mic không dây này hát cực kỳ là nhẹ và cực kỳ là hay. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển. Bây giờ em sẽ hát test thử các bác nhé. Em sẽ hát test thử bộ combo này. Nhiều khi em ghép những cái bộ combo mà em không hát test thử thì nhiều bác nói là ủa sao combo thì phải hát test thử một đoạn rồi là cho nghe test thử nhạc một đoạn. Thì ok, bây giờ em sẽ hát test thử trước, sau đó em sẽ mở nhạc quý vị và các bác cùng nghe, cùng cảm nhận các bác nhé.
màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, cho chân hai tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Một cái đoạn karaoke mà bằng chính bộ combo này các bạn nhá, chính bộ combo này. Và bây giờ em sẽ mở một đoạn bài hát, quý vị và các bác cùng lắng nghe và cùng cảm nhận. Bộ combo 13.500.000 các bạn nhá. Đấy. Gồm một đôi loa bãi JBL G2000 limited, phiên bản giới hạn luôn các bạn nhá, phiên bản giới hạn. Đấy. Đây. Em sẽ mở lớn lên chút xíu nhé. Các bác cùng nghe và cùng cảm nhận luôn.
Dạ vâng, và đây chính là đôi loa JBL G2000 và 1X7 DAC Acoustic các bạn nhé. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại comment để lại bình luận bên dưới, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác ạ. Em xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm và theo dõi video. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.